Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ngày nay chúng tôi có một món ăn mộc đại là chi mộc hộp của chúng chiết Thái Pai San là cứ bơ hộc trung kương. Chăng bơ hộc trung kương bạp Thái San này cứ vị trâu ca kương sam miên cul cray cha yo tại cul chay chay các bạn nên chúng han vi sđang sđang chăng mao chăng nên chúng han đà pẹ kđa cul tê hay han ới ới tới. Tập một tiết thì khi bạn to hàn nở rụng đến cha rụng đến cứ bông ôn hàn chia bờ tè chân hái dương hàn ở về tôi đừng chừng qua mua má đầm bay về đây dương dột về từ rụng lên nhúng về đừng chập chân rồi hai thì khi hàn tôm cỏ hóm màu xanh chỉ bông ôn nguyên tôm cỏ hóm mầm tôi cứ rồi tới ngồi để sang nhưng mình ta thấm tập má dột tôm so nó một hàn ở về chỉ đông tôi đá vì hai comment là cối sái hàn vì chia sẻ sai đang sáng chẳng má trong buổi bờ học cứ nên chăm pra bờ học sai rồi chăm vì ở mọt sân má trong buổi tập đi học sai chăm mọt thái là nên nên chăm chụp đam vô cột là cây rụng đen tầm sọc tầm cỏ hòn nước mọc linh ở chân làng kềm tách má cứ nick nhom chập đàm đã sạc rồi sao bên bộ sạc rồi sao nick nhom đã cào cái để sai về chập khảo với bông phốn cho bên tapi vì kềm lo hái rồi lấy nick nhom lấy vị chén làm bay vô bên bọc cho bên tapi bọc đường xăm làm một nương về riêng mọt thái rồi lấy nick nhom bên to đã nấu bọc hộp sạch để bàn trà môn nâng châu tới hai nước chấm chấp đam và xăm rô chiết đại đạ sò sò bị chén mà tê hói hai chị chung cái nước chấm bạn đã tật bờ túm rồi xin chị bông ôn miên sạch bờ túm đã sạch về bán nó bông ôn tại chung cua nước chấm bạn đã tật vía cho nên bây giờ học nông vía tục bàn vú nước chấm bàn dục vía tờ rụng linh đòn tiết đầm bây giờ học rồi bây giờ những việc ấn hai ai vừa đứng sụt đó bông ôn vừa đứng sụt chừng về đại dương mình bàn linh chứng về riêng bậc chứng á thôi về riêng cột mình tây chứng thôi ở học bờ dương đại bàn thứ hai nó cứ về tổ khu bàn vũ ông phồn bờ sân cho ông phồn ăn được tổ cọ cứ rồi tổ bàn vũ mình tên cho tập năng cứ rồi lo hái dương ai dùng một tập chỉ muốn ăn lụm là sập xem xem tam chấm năng chấm nồi chất chẳng chẳng học trung cương bạn thấy sao là bọn nick chúng mình thế này nhé, các số mình chào tạm nắng, các bạn phải chú ý like, share và follow kênh nick chúng mình nhé, một phong cho số một con số chuẩn bị liếc.